ơi, lần này để cho con nói cái của cô à. Nói à. Em vẫn muốn ra đi, mới biết em có không về. Em chỉ phải xa hẳn, đâu cần em phải nói em yêu anh. Sẽ chết khi không có anh, rồi tất hứa khi không thôi làm được. Hãy im lặng em nhé, vì kể từ giờ anh sẽ không tin vào ai. Kể cả anh đây cũng chẳng thể tin anh, vì đã có lần đau quá anh đã tự hứa anh sẽ không yêu một ai, nhưng đã thất hứa để được yêu em mãi. Sự thật đã cho anh biết rằng anh không phải người em tìm kiếm lâu nay, nhưng bởi vì em là người anh muốn tìm. Dẫu biết yêu nhau không thành, chia tay là điều dễ dãi vậy, nhưng trong lòng anh đâu muốn như vậy. Cái gì à cô? Thôi, em nghĩ đến đấy à cô.